Và các bạn, chào mừng các anh chị bạn đến với channel Quang Official. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái quán ăn mà nói đến mà món gà thì các anh chị biết rồi. Rất là nhiều bạn nhỏ rất là thích những món gà ở khắp nơi trên Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt hơn là ở ngoài quận nhất có tiệm gà của nước Mỹ, đó là món gà Texas. Và cái tiệm gà này ở đâu? Thì bây giờ mời các anh chị và các bạn sẽ xem Quang review cái không gian này cho bạn xem nha. Ok, bây giờ mời các chị bạn xem nào. Vậy là Quang đã cho bạn xem qua cái không gian của cái quán ăn Texas này ở ngoài Sài Gòn. Và các bạn nhớ dùm Quang cái tiệm quán ăn này Texas gà như là KFC, Lotte và Jollibee, mà đây là gà Texas, gà của nước Mỹ. Và địa chỉ một lần nữa mình xin nhắc lại ở cuối video clip này, đó là ở 115 Nguyễn Thế Học, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị nào có sở thích ưa ăn gà hay là ăn uống mà ăn thức ăn nhanh thì chúng ta ra đây ha, có thể đi gia đình hoặc đi riêng cá nhân các bạn ra đây để mình thưởng thức. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đang xem trên kênh của mình. Nhớ like và share, đặc biệt là chia sẻ video clip này nha. Ok, cảm ơn và xin tạm biệt.